chợ phiên là nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao. Chợ phiên không chỉ là nơi giao lưu, trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi hội tụ, gặp gỡ và giao lưu của đồng bào các dân tộc sinh sống quanh vùng. Chợ phiên, nét đặc sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Với đồng bào dân tộc vùng cao, chợ phiên không chỉ là nơi mua bán, mà còn là nơi để hò hẹn. Họ mong chờ lắm để đến phiên chợ. Sáng sớm tinh mơ, khi ông mặt trời còn chưa ló dạng, thì từ trẻ đến người già khắp mường trên bản dưới, súng xính trong trang phục dân tộc thiểu số, nô nức xuống chợ. Chợ phiên khác chợ thông thường ở chỗ, chỉ mở bán vào những ngày đặc biệt cố định. Người đến chợ cũng đủ các lứa tuổi, từ già đến trẻ, nam nữ thanh niên, các bà, các mẹ, các bà vợ đi chợ để trao đổi, mua bán, các ông chồng đi chợ để giao lưu, uống rượu, ăn thắng cố, thổi khen. Trẻ em theo bố mẹ đi chơi chợ, thanh niên nam nữ đến chợ để giao lưu, tìm bạn tình, tạo nên một khung cảnh vui tươi, đầy màu sắc. Người dân vùng cao đi chợ phiên không chỉ để trao đổi mua bán, mà còn để gặp nhau trò chuyện sau những ngày lao động vất vả. Để đi chợ phiên, người dân phải dậy từ lúc trời còn tối. Họ đến chợ với chiếc gùi đựng vài cân gạo, mớ rau hay nải chuối, chiếc bao tải nhỏ đựng vài lưỡi cuốc, con dao, liềm, sẻng, kiềng bếp, vân vân. Hay dắt theo con bò, con ngựa, mang theo vài con gà, lợn, ngan. Mỗi sản phẩm, sản vật của địa phương mà bà con mang đến bày bán ở chợ luôn là sự kết tinh trong lao động, sự cần cù, chịu khó, chịu thương của người dân vùng cao. Cũng là những sản phẩm đặc trưng do bà con các dân tộc làm ra. Cách bày bán cũng mộc mạc, không cầu kỳ. Họ sử dụng những gì mà mình có sẵn để trải ra giữa nền đất, bày bán sản phẩm. Nơi nào tốt hơn một chút là những chiếc lán nhỏ được làm bằng tre, nứa. Tuy đơn sơ, nhưng nơi đây là nơi bày đủ thứ của ngon vật lạ từ núi rừng. Tại các phiên chợ, bạn sẽ được nhìn ngắm những gương mặt thuần phác của người dân tộc trong bộ trang phục truyền thống, là những gian hàng thổ cẩm sặc sỡ sắc màu, được ví như một bức tranh rực rỡ với những sắc màu truyền thống. Nôn nức nhất vẫn là các hàng ăn uống, luôn tấp nập thực khách ghé thăm. Mùi thơm nức mũi của những món ăn dân dã, đậm chất vùng cao nghi ngút khói. Nơi đây còn bày bán những sản vật nổi tiếng, mang đậm phong vị nguyên bản, không đâu sánh bằng, tạo nên một bức tranh sinh động về bản sắc, nét văn hóa riêng của phiên chợ vùng cao.